Chúng ta cùng dở lời Chúa ở trong sách Sáng Thế Ký. Buổi chiều nay tôi muốn cùng học với anh em chị em về sự về những gì mà Chúa đã sắp đặt trong chương trình để cứu chuộc con người như lời của Chúa. Và chúng ta sẽ xem xét học hỏi buổi chiều hôm nay trong sách Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 10. Cái chủ đề mà tôi muốn anh em chị em chúng ta cùng học, tức là Đấng Messiah, tức là Đấng sự sức giàu phải đến đúng cái thời điểm của Ngài, có thời điểm của Ngài đến. Nếu ngày hôm nay một người nào đó đến nói với chúng ta rằng đó là Đấng cứu thế, đó là Đấng Messi, đó là Đấng được sức giàu, thì chúng ta phải biết cái thời điểm như thế nào để chúng ta nên đặt niềm tin hay không nên đặt niềm tin. Tại vì Chúa Giêsu đã nói đến ngày cuối cùng, đến ngày cuối cùng sẽ có nhiều tiên tri giả và các giáo sư giả sẽ đến. Và chúng ta đã kinh nghiệm điều đó rồi, chúng ta đã nghe những tin tức đó rồi, rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn anh em chị em chúng ta để ý vào lời của Chúa, để chúng ta không có bao giờ rung động khi mà chúng ta nghe nói Đấng Chúa đến thế này, Chúa đến thế kia, thời điểm này nọ. Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta một điều rất là rõ rệt: Ngài đến có thời điểm, và Ngài trở lại cũng có thời điểm. Đấng cứu chuộc phải đến đúng thời điểm đó thì Ngài mới là Đấng cứu chuộc. Và Ngài trở lại phải đúng thời điểm đó thì đó mới là Ngài, ngày Ngài trở lại. Còn nếu mà chúng ta không học lời Chúa, chúng ta sẽ bị những tin tức, những sự lừa dối, những lời tiên tri giả lay động chúng ta. He will come in the first time at this moment, at this certain time, and then he will come again at this certain time. It have to be happen and fulfill correctly before we can accept whoever is. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 49, đây là cái câu mà chúng ta theo dõi, chúng ta sẽ thấy đoạn 49 câu 10. Câu 10 thì chúng ta xem thấy cái câu này nói như thế nào. Cây phủ việt chẳng hề rời khỏi Giuđa, kẻ lập luật pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng Đấng Si-lô hiện đến và các dân vâng phục Đấng đó. Đó, đây là lời mà Chúa đã nói với, đây là lời tiên tri mà chính ai đã nói lời tiên tri này, quý vị biết không? Jacob là tổ phụ của 12 chi phái. This is Jacob, the patriarch of 12 tribes. He giving the prophecy for all of his children. Và cái lời tiên tri đó nói như thế nào? Đấng Si-lô, tức là quyền cai trị, tức là quyền phủ việt. Phủ việt quý vị biết không? Cây phủ việt đó, cây phủ việt, the scepter, tức là cái hình ảnh của một vị vua ngày xưa. Khi mà có cái cây phủ việt đó, tức là người nào có cây phủ việt đó thì người đó có cái quyền cai trị vua của đất nước đó. Lời Chúa nói như thế này, đây là lời tiên tri mà Jacob, tổ phụ của 12 chi phái đã nói. Nói nhiều người lời tiên tri lắm cho các chi phái, nhưng mà đây là lời mà nói cho chi phái Giuđa. Chi phái Giuđa mà Chúa Giêsu về phần xác thịt, Ngài được sanh ra bởi chi phái Giuđa. Ngài là dòng dõi của chi phái Giuđa. Và lời Thánh Kinh này, lời này đã được viết 1689 năm trước khi Đấng Cứu Thế được ra đời, tức là Đức Chúa Giêsu đó. Quý vị ơi, không một đấng nào ở trần gian này, một con người nào được sanh ra trong thế giới này, được nói tiên tri bao nhiêu ngàn năm,
rồi người đó mới đến. Và không những nói như vậy thôi, mà nói rõ cho chúng ta biết rằng người đó, cái đấng mà được gọi là đấng Silo đó, phải đến qua cái dòng tộc người Giu-đa, và phải đến đúng cái thời điểm. Mà cái thời điểm như thế nào? Cây phủ Việt chẳng hề rời khỏi, tức là quyền cai trị của cái dân Do Thái, quyền cai trị của dân mà Đức Chúa Trời lựa chọn không hề mất khỏi cái chi phái Giu-đa cho đến khi Ngài đến. Dân Do Thái bị bắt đi làm nô lệ, dân Do Thái được trở về, quyền cai trị vẫn ở trên chi phái Giu-đa cho đến khi đế quốc La Mã bắt đầu đến vùng của người Do Thái ở, và họ bắt đầu họ cai trị. Rồi đến cái thời điểm mà Đức Chúa Giêsu sanh ra, thì người đế quốc Roma họ lập một người không phải là người Do Thái, vua Herod không phải là người Do Thái nha. Vua Herod là dòng dõi của Esau, tiếng Anh gọi là Edomite. The power, the ruling power on the Israelite will not be depart until the Shiloh come. Đây là hình ảnh mà lời Chúa cho chúng ta thấy rất là rõ rệt. Sự giáng sanh đầu tiên, đấng Silo đến phải ứng nghiệm cái điều này. Và từ cái thời điểm người Roma, from the time the Roman take power until this day, the tribe of Judah have no ruling power. Even the Israelite return to their homeland this day, there is no privilege for the tribe of Judah anymore to rule the nation. Từ thời điểm đó cho đến ngày hôm nay, người dân bộ tộc Judah mất hoàn toàn cái quyền cai trị. Và lời Chúa nói, đấng Silo phải đến. Đấng Silo là hình ảnh của đấng được sức dầu, đấng Messi phải đến. Sự đến đầu tiên của Ngài phải ứng nghiệm vào cái thời điểm mà người Do Thái còn quyền cai trị, cho đến khi Ngài đến thì là nó sẽ mất. Đương nhiên, về phương diện thuộc linh, for the spiritual rule power is transferred to Jesus. Và về phương diện chính trị và xác thịt, thì người Roma và tất cả các đế quốc ở thế gian này sẽ bắt đầu cai trị cái xứ đó từ thời điểm đó. Và ngay ngày hôm nay, người Do Thái đã trở lại cái xứ của họ rồi. Người chi phái Giu-đa cũng không có quyền đặc biệt giống như ngày xưa nữa. Vua David và dòng dõi của vua David là người thuộc chi phái Giu-đa. David and his descendants rule the nation. They are belong to the tribe of Judah until the Shiloh come. And from that time on, no more privilege for the tribe of Judah to rule the nation. Even this time, the nation of Israel is reestablished. They have no privilege because the Shiloh already come. Đó là hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy. Ngài đến trong cơ hội đầu tiên. Đây là thời điểm phải xảy đến. Nếu một người nào đến trong giai đoạn nào bất cứ một thời điểm, thì chúng ta nhớ một điều, chúng ta không thể nào chấp nhận, không thể nào nhận đó là đấng Messi, đó là đấng cứu chuộc, đó là đấng phải đến để chuộc nhân loại. Chúng ta không thể nào chấp nhận được, vì lời của Chúa xác định rất là rõ ràng, đấng Messi phải đến khi mà quyền cai trị còn. Rồi sau đó nó sẽ chấm dứt đối với người Giu-đa, chi phái Giu-đa.
Mặc dù even today the Israelites call the Jews because the word Jews is mean the children of the tribe of Judah, but that doesn't mean they belong to the tribe of Judah. Đó là điều rất là rõ rệt, rất là hiển nhiên cho chúng ta thấy. Và một điều mà lời Kinh Thánh nói hơn nữa cho chúng ta thấy nè. Trong cái câu mà anh em chị em chúng ta vừa xem đó, là cây phủ Việt chẳng hề rời khỏi Giu-đa, kẻ lập pháp, tức là quyền không những cai trị không thôi, mà người làm luật lệ cũng ở trong cái chi phái đó, không dứt khỏi chân nó, tức là ở giữa cái sự cai trị của họ. Đó là ý nói như vậy. Cho đến chừng đấng Si-lô hiện đến và các dân sẽ vâng phục đấng đó. And the nation. Đó. Sẽ vâng phục đấng đó. Đó là hình ảnh mà cho chúng ta thấy ngày hôm nay. Cho chúng ta thấy ngày hôm nay đó. Khi Đức Chúa Giê-xu đến rồi, Ngài rao truyền sự cứu rỗi cho nhân loại, và tất cả những người ngày hôm nay đón nhận lời của Chúa đến để nhận sự cứu chuộc, họ đầu phục cái đấng Si-lô đó. Chúng ta là những người ở đây có nhiều dân khác nhau. Even in this small group here, there's many, many, many ethnic, many nations in here. Arab, Armenian, Vietnamese, Chinese maybe, and Caucasian could be come from different country in Europe, American. Ngay trong cái nhóm nhỏ của chúng ta này, chúng ta cũng thấy có những dân tộc, có những người đã đầu phục Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta thấy trên thế gian này, gần như không có một quốc gia nào mà không có những người đã tin nhận Chúa Giê-xu. All nation, every nation on earth has people accepting Jesus and giving him authority for their life. Đó là hình ảnh mà chúng ta thấy. Lời của Chúa đã đến và đã được ứng nghiệm. Và chúng ta thấy điều này đã được ứng nghiệm khi mà nói đến cái quyền cai trị đó, là lập luật lệ đó. Đây là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy nè. Khi mà người Roma cai trị, bắt đầu chiếm và cai trị cái xứ Do Thái rồi đó. Lần đầu tiên mà họ thiết lập cái luật mà đóng thuế, đó là vào cái thời điểm mà trước khi Đức Chúa Giê-xu được sanh ra. The power of Roman and the power of the Judah laws present or appear by the taxing power. When you rule, you tax the people. When Jesus was born, this is the first time the decree of tax collection sent to the Judea. Before that, even the Roman Empire ruled that area, but they have not taken the tax yet. Until that time. Đó là điều mà chúng ta để ý. Khi cái sự cai trị đến trên một dân tộc, cái luật thâu thuế được thiết lập, đó là hình ảnh quyền cai trị. Khi mà chưa thâu thuế là chưa cai trị hoàn toàn. When you haven't taken tax, that means the ruling power is not complete. Đó là điều mà anh em chị em chúng ta để ý. Khi Đức Chúa Giê-xu được sanh ra, tại sao trong sách Luca nói theo chiếu chỉ của Augusta, the emperor of Rome, giving the decree to collect tax in all area. Và chúng ta nhớ, không những thâu thuế thôi, nhưng mà đến cái thời điểm mà Chúa Giê-xu được sanh ra đó, là cái điều mà
cái luật thâu thuế đó được ban ra trước khi Đức Chúa Giêsu sanh ra mấy năm. The decree. Nhưng mà khi mà nó đến tới xứ Giu-đa là đúng vào cái thời điểm. Tại vì ngày xưa không có điện thoại, không có cell phone, không có internet. They don't have cell phone, internet and anything like we have today. So everything have to pass on by either people walking or horse. That's it. Or take the boat or the ship, go to the new nation. Đó là lý do tại sao cái luật nó đã được ban, nhưng mà đến cái thời điểm mà Chúa Giêsu sanh ra, cái luật đó nó mới tới được cái xứ Giu-đê. Ngài đấng sai lô phải đến đúng cái thời điểm mà luật thâu thuế đó, cái quyền cai trị đó được thiết lập hoàn toàn ở trên xứ Giu-đê. Đó là một điều rất là đặc biệt. Và kể từ đó đến ngày hôm nay, anh em chị em, chúng ta xem xét lịch sử của xứ Do Thái, họ không còn sự cai trị riêng của họ, nhất là chi phái Giu-đa. Cho nên điều này đã được ứng nghiệm. Cho nên ngày hôm nay không ai trên thế giới này có thể nói và chúng ta có thể tin rằng họ là đấng Messi. From that time on, we cannot accept anyone else to proclaim himself as a Messiah. Because that power is lost for Judea tribe. Và một điều mà tôi muốn anh em chị em để ý nữa, không những vậy mà chúng ta sẽ xem xét đến, đó là thời điểm đầu tiên đến của đấng Messia và đấng Silo. Câu hỏi của chúng ta đó, có nhiều người cũng thắc mắc Silo nghĩa là cái gì. Đó, Silo có nghĩa là một nơi của sự yên nghỉ, đó là một cái thành phố ở xứ Judea. Shiloh is a resting place. That's what is could be the meaning. Anh em chị em, Shiloh là đấng yên nghỉ. Tại vì cái nơi đó được dành cho cái tên của đấng Shiloh. The Shiloh mean the resting place. That will be the name of the one that comes. In him we find rest for our soul. In him we find rest for our spirit and even for our body. Trong Ngài, trong cái đấng yên nghỉ đó, chúng ta tìm được sự yên nghỉ cho chính mình. Anh em chị em thấy không? Nó không phải cái tên đó là một cái điều vô tình đâu. Đó. Ngài đến để cho chúng ta được sự yên nghỉ. Và chỉ có trong Chúa chúng ta mới yên nghỉ thực sự. Tại vì thế giới mà chúng ta đang sống đó, nhiều nan đề lắm. Và cái sự giúp đỡ của con người nó chỉ tạm bợ cho mình thôi. Rồi sau đó chúng ta lại lo lắng, băn khoăn và đứng ăn không ngon mà ngủ không yên. The help of this world is temporary. But only in him, the rest is eternal. As long as we connected to him, we are in him. And that will be eternal. That will be forever. Cho nên anh em, chị em, điều mà ở đây cho chúng ta thấy cái hình ảnh, cái thời điểm của Ngài đến lúc đầu tiên là như vậy. Không thay đổi. Ngài là ai? Ngài là Kinh Thánh còn cho chúng ta biết Ngài là dòng dõi người nữ. Tiếng Anh nói là Who is he? He is the seed of woman. That's the Bible. The Messiah have many different names. He is the seed of the woman. Ngài là dòng dõi của người nữ. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15, Ngài là dòng dõi của người nữ. Tại sao chúng ta biết Ngài là dòng? How do we know this is the seed of a woman is a man? Because the verb go after it is a masculine verse in Hebrew. The seed of woman.
Đấng được gọi là dòng dõi người nữ đạp đầu con rắn. Con rắn trước khi nó bị đạp đầu thì nó cắn gót chân người. Chứ nó đạp rồi thì nó đâu còn cắn được nữa, phải không quý vị? Điều đó nói, không những vậy, nói cho chúng ta một lời tiên tri rằng đấng cứu thế phải chết. Phải chết. Và rồi Ngài sống lại, tức là Ngài lấy cái quyền cai trị sự chết ở tay ma quỷ. Rồi Kinh Thánh nói như thế nào? Ngài lấy chìa khóa của sự chết và âm phủ từ nơi của Satan. Để rồi nó không còn cai trị trên chúng ta nữa. Nếu chúng ta thuộc về Ngài, thì Ngài sự cai trị trên đời sống của chúng ta, sự chết và sự sống lại, sự sống của chúng ta ở trong tay của Ngài. Quyền lực của Satan không còn quyền nữa nếu chúng ta ở trong Ngài. Còn nếu chúng ta không ở trong Ngài thì chúng nó vẫn còn cái quyền hành xử trên chúng ta. Mà Chúa Giêsu đã lấy lại và Ngài đã chinh phục, Ngài đã đắc thắng. Đó là điều mà anh em chúng ta để ý. Ngài là đấng được gọi là dòng dõi người nữ. Ngài là dòng dõi về xác thịt. Ngài là dòng dõi của Abraham. Ngài là dòng dõi của Isaac. Ngài là dòng dõi của Jacob. In the flesh, he is the descendant of Abraham, Isaac and Jacob. And through the tribe of Judah, the Bible said, no one on this earth ever born fulfilled this one except Jesus of Nazareth. No one. Không một người nào được sanh ra trên cái thế giới này mà là ứng nghiệm vào điều đó, được gọi là dòng dõi người nữ. Anh em chị em, ngày hôm nay những nhà khoa học người ta nghiên cứu, người ta nói loài vật cũng như cây cỏ, nhất là loài vật, có những loài mà nó có thể sanh ra mà không cần giống đực. This is the research set, okay? This is scientific research. There is animal can have baby without male contact. But they can only produce the same kind. That means female version animal can, if they ever have that kind of thing happen to them, they can only produce the female. They cannot produce male in virgin birth. Scientifically showing it, khoa học đã chứng rằng loài vật đó, đồng trinh có thể có thai và sanh được con, nhưng mà con sanh ra bởi loài vật đồng trinh mà không cần giống đực nó đến để mà nó truyền cái sự thụ thai đó, thì nó chỉ có thể sanh ra là cái loài mà giống như cái người mà cái loài vật mà sanh ra thôi. Giống cái sẽ chỉ sanh ra được giống cái. Cho nên, sự giáng sanh mà Đức Chúa Giêsu lời Kinh Thánh nói xảy đến cho loài người, và loài người không thể nào chúng ta thấy tự có thai được. Mà nếu tự có thai được, theo những nhà nghiên cứu khoa học ta thấy đó, thì chỉ có thể sanh ra là một người nữ thôi, chứ không thể sanh ra là một người nam được. You know how great God is? Even man research proved something possible, but that possible still limit and cannot cross the boundary that God already ordained. Đó là một điều rất là lạ lùng, anh em chị em. Nếu chúng ta là những người thắc mắc, thì đó là hình ảnh mà chúng ta sẽ nhìn thấy. Bởi vì they will come to you, they say, oh, they researched, they found the virgin can give birth. Yes, they can, but they can only make the same kind.
You see, they don't tell you the whole story. They only have story. And then confuse you. And then people start to believe this virgin birth cannot happen. It can happen. Even the animal can do it. But they can only produce the same kind. But only God can ordain and fulfill. Woman, virgin can bury a man child. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng hoàn thành được công việc lạ lùng đó thôi. Cho nên, nếu mà chúng ta, nhất là những người nghiên cứu, những người thích tò mò hiểu về phương diện khoa học, nếu mà chúng ta không để ý thì chúng ta có thể bị lừa dối bởi những cái lời nói mà loài người không nói hết cho chúng ta. They will not tell you the complete story. They only tell you half story and confuse you. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Và lời Kinh Thánh ở trong Esai đoạn 11 câu 10 nói rằng Ngài là Đấng Messi. He is the Messiah. He is the Messiah. Messiah, Đấng Messi có nghĩa là Đấng được sức giàu. Mà Chúa đã sức giàu để Ngài trở nên Đấng cai trị. Bây giờ Đức Chúa Giêsu đã được sức giàu. Nhưng mà địa vị của Ngài hiện tại bây giờ là Thầy Tế Lễ đứng trước mặt Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Còn khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian này, 2000 năm trước, thì Ngài được sức giàu để làm chức gì quý vị? Có ba chức vị được sức giàu. Đấng tiên tri. Vì Ngài đến để dạy cho chúng ta biết về nước thiên đàng như thế nào. Ngài đến để dạy cho chúng ta về sự cứu rỗi như thế nào. Rồi Ngài chết, Ngài chuộc tội cho chúng ta. Hiện tại bây giờ, Ngài ở trước mặt Đức Chúa Cha, làm công tác là đấng được sức giàu, là Thầy Tế Lễ để cầu thay cho chúng ta. Có chỗ được dịch nữa là Ngài là giống như luật sư để biện hộ cho chúng ta. Thực sự Ngài cũng là Thầy Tế Lễ để chuộc tội cho chúng ta. Ngài cũng là luật sư để biện hộ cho chúng ta. Tại sao Ngài là luật sư? He is the priest and he also an advocate. Advocate just like a lawyer. Your defender. Tại sao? Tại sao Chúa Giêsu cần phải là người bảo vệ chúng ta? Kẻ thù nghịch chúng ta là Satan, ma quỷ, nó sẽ đến nó kiện cáo mặt Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài phải là đứng trước mặt Đức Chúa Trời, bênh vực chúng ta. Cho nên công việc đó là công việc của một luật sư. Cho nên Ngài làm công việc đó. Chúa Giêsu nói với Đức Chúa Cha rằng tội lỗi nó đã được tha rồi. He will talk to the Father. They are forgiven. My blood will take care of this. And talk to the accuser, the Satan. You get out of here. No more accuse them. Cho nên Ngài không những là Thầy Tế Lễ để lấy huyết mà chính Ngài đã đổ ra để bôi lên tội lỗi khi chúng ta xưng tội với Ngài. Nhưng mà Ngài còn là đấng binh vực chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch là Satan, ma quỷ. Tại sao? Tại vì có những lỗi lầm. There is fault in our life. So that's why the devil will come before God accusing us and even blaspheme God because of what we do wrong. But if we have confessed our sin, Jesus is an advocate, will take care. Cho nên, Chúa không những Ngài là Thầy Tế Lễ để lấy huyết của Chúa Giêsu của chính Ngài đã đổ ra để bôi lên tội lỗi khi chúng ta xưng ra, nhưng mà Ngài còn là đấng bênh vực chúng ta khi chúng ta xưng tội lỗi mình trước mặt Chúa rồi. Ma quỷ nó sẽ, anh em chị em, bởi vậy, cho nên có những lúc chúng ta sẽ bị những quá khứ mà mình đã xưng tội với Chúa đó, nó đến trở lại trong tâm trí mình. Sometimes the sin of the past we already confess, but it's come back to our mind and condemn us. Who did that? The devil. That's the time Jesus will take care as a lawyer to defend us before the Father. Cho nên có những lúc những tội lỗi mà chúng ta đã xưng ra trong quá khứ, ma quỷ nó sẽ đến, nó nhắc trong tâm trí mình nè. Nó nói, ô mày đấy, như vậy đó. Nó làm cho chúng ta hổ thẹn, làm cho chúng ta không đứng lên được. Nhưng mà hãy nhớ, nếu tội lỗi đó đã được xưng ra, thì Chúa, Ngài là đấng thành tín, lời Chúa nói, Ngài xóa hết tội lỗi của chúng ta, và Ngài nói với ma quỷ rằng,
Tội lỗi này đã được giải quyết rồi, mày hãy lui ra khỏi trước mặt Đức Chúa Cha để không còn kiện cáo chúng ta nữa. Đó là điều mà chính Chúa Giêsu sẽ làm. Anh em chị em ơi, công việc của Ngài đó là đấng sức giàu. Ngài hôm nay làm hai công tác đó cho chúng ta, thầy tế lễ và người bênh vực chúng ta như một luật sư để chống lại kẻ thù nghịch chúng ta là Satan, ma quỷ. Và rồi, Ngài cũng sẽ trở lại thế gian này trong cương vị là vua đã được sức giàu để làm vua. Bởi vậy, Chúa Giêsu có cái câu chuyện mà nói rằng nước thiên đàng giống như một người kia khi được phong vương rồi đó, đi xa rồi bắt đầu giao người thì mỗi người một ta lân nhé, người năm ta lân. Có hai câu chuyện, một câu chuyện là giao mỗi người ta lân, rồi có câu chuyện khác thì mỗi người thì một, người thì hai, người thì năm. Hai câu chuyện đó có hai ý nghĩa khác nhau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không suy gẫm đến điều đó, nhưng mà một điều mà lời Chúa nói là Chúa sẽ trở lại khi mà giao. Anh em chị em ơi, mỗi người chúng ta ngày hôm nay tin Chúa là bằng nhau hết, mỗi người nhận một ta lân. Nhưng mà tùy theo cái đức tin của mỗi người chúng ta và Chúa nhìn thấy con người chúng ta, Chúa sẽ giao người một, người hai, người năm để chúng ta làm công việc của Ngài. There is two stories in the Bible when talk about the Messiah when he's coming back again. Before he go, he distributed the talent. There's two stories. It's not messed up story. No, there's two stories that Jesus want to talk about. One is giving everyone equal talent, and the other give everyone different talent. There's two different implications in what Jesus entrusting us. Nhưng mà ngày hôm nay anh em chị em chúng ta không để ý đến vấn đề đó. Chúng ta để ý đến một điều. Ngài là đấng Messi. Ngài đã đến đúng cái thời điểm của Ngài. Vì thời điểm đó đã được hoàn tất. Khi người Do Thái, người Judah mất quyền cai trị. Rồi lời Chúa sẽ đến với chúng ta nữa. Trong giai đoạn. Chúng ta nhớ cái lời. Rồi một chỗ khác nữa trong Đa-ni-ên đoạn 9 câu 25. Thì cho chúng ta thấy cái thời điểm đấng Messi sẽ trở lại. The first coming when the tribe of Judah lost the ruling power when the Roman taxed the Judea. That's it. That's complete. Và rồi lần thứ hai là đấng Messi phải đến trở lại lần thứ nhì vào đúng cái thời điểm. Trong Daniel đoạn 9 câu 25, câu 26, ở đây nói có 70 tuần lễ trên dân Do Thái, nhưng mà đấng Messi sẽ như thế này nè. Sau 62 tuần lễ đó, 62 này nè, 62 này gồm 7 weeks plus 62 weeks, tức là 69 weeks. After 79 weeks, what happened? Đấng được sức giàu, tức là đấng Messiah, the Shiloh, sẽ bị trừ đi. Trừ đi là gì? Trừ đi là gì? Mất. Giết. Sau 62 tuần lễ, tức là có 3 giai đoạn mà lời tiên tri nói, chỉ có 70 tuần lễ này, đây là thời điểm, đây là cái đồng hồ nó sẽ chạy trên dân Do Thái từ cái thời điểm mà thành Jerusalem bị phá và trở về cho đến ngày mà Đức Chúa Giêsu trở lại và sự chung kết của cái thế giới này, có 70 tuần lễ thôi. Và cái đồng hồ đó nó sẽ được chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là 7 tuần. The first period of the clock is 7 weeks of year. That's 77. 7 năm từ cái thời điểm mà vua ra lệnh cho đến khi mà thành Jerusalem được xây lại, đó là 7 tuần. Rồi kế đến từ cái thời điểm đó cho đến lúc mà đấng sức giàu, tức là Đức Chúa Giêsu phải sanh giữa giai đoạn đó, Jesus had to be born before that time until
the 69 week complete, tức là 77, 77 lần 70 là 490 năm, trừ cho 7 năm cuối cùng là cái đồng hồ này sẽ ngưng lại, là 483 năm. Từ thời điểm mà vua xứ Persian, tức là xứ Ba Tư ra lệnh xây lại thành Jerusalem, ở bên trên nói đó, nói là xây lại thành Jerusalem nha, chứ không phải là xây đền thờ đã được nói đến trước rồi, xây lại thành Jerusalem cho đến khi đấng chịu sức dầu bị cắt đi là có 483 năm. Điều đó đã đứng ứng nghiệm đúng thời điểm, từng giây từng ngày theo thời điểm mà đã nói. Và đây nói đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết, tức là đó là cái thời điểm đồng hồ sẽ ngưng lại. That is the time when Jesus died. That is the time the clock stopped for the last one week. And then the king that's come will destroy the city and the temple. Ở đây nói rằng có dân của vua hầu đến sẽ hủy thành và nơi thánh. Hủy thành Jerusalem tức là phá thành Jerusalem, nơi thánh tức là đền thờ Jerusalem. Anh em chị em, the Roman Empire will come and in 70 AD they destroy the city of Jerusalem and destroy the temple of Jerusalem, the second temple. 70 năm, và lịch sử của người Do Thái Jehoshaphat đã ghi chép lại là cái thành Jerusalem gần như là nó bằng địa hết trong cái thời gian đó. Thậm chí Chúa Giêsu nói cái đền thờ này nè, nó sẽ không còn một hòn đá nào trên hòn đá nào hết, và nó cậy lên. Thậm chí nói tại vì đền Jerusalem có nhiều vàng lắm, khi mà cháy đốt đó, Jerusalem, the temple have a lot of gold. So when it's burned, the gold will go into all the crack, and then they will dig brick by brick to get the gold. That's what happened. Chúng ta biết vàng ở đền thờ Jerusalem khi mà bị đốt cháy đó, nó sẽ chảy xuống dưới. Mà đây nói là vua hầu đến sẽ làm gì? Dân của vua hầu đến, dân của tức là dân quân đội của đế quốc Roma sẽ đến. Vua hầu đến sẽ làm gì? Phá hủy thành và đền thánh, tức là nơi thánh. Điều này đã được ứng nghiệm năm 70. Và chúng ta biết thành Jerusalem là một nơi mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy và đã được ghi chép lại có hai lần bị phá hủy hoàn toàn. There is two times the Jerusalem city destroyed completely. One of them, the Roman did it. And one of them, before that, the Babylonian Empire. The Babylon, viết trong sách Daniel đoạn 1 đó. Trước đó, rồi bao nhiêu sao? Thành Jerusalem là nơi có 23 lần đã bị bao vây. 23 times it had been surrounded by the enemy. Và 52 lần nó đã bị attacked. 52 times was attacked. And conquer and reconquer, tức là bị chiếm rồi bị lấy lại. Ít nhất 44 lần cái thành Jerusalem. What's special about Jerusalem? What's special about? Điều gì đặc biệt về cái thành này? Bởi vì lời của Chúa nói, đây là thành của vua lớn, khi Đức Chúa Giêsu trở lại cai trị thế gian này, Ngài sẽ cai trị tại Jerusalem. This is the city of the great king. Đó cũng là lời Chúa nói với chúng ta là tại sao chúng ta phải cầu nguyện Jerusalem. Trong Thi Thiên đoạn 122, tức là bài ca từng bậc đó, có một bài nói: hãy cầu sự hòa bình cho Jerusalem, để làm chi? Để mình được phước, để chúng ta được thới thạnh. Thới thạnh tức là được phước đó. Pray for the peace of Jerusalem so you can be prosperous.
That's the promise. Doesn't matter you like the Jews or not, you like the Jew. Just listen to what God say. Pray for Jerusalem. There's a promise. If you pray, you'll be prosper. What do you want? Chúng ta muốn điều gì? Chúa nói là cầu nguyện đi để đời sống mình được phước hạnh. Chúng ta muốn điều đó không anh em chị em? Hãy muốn cầu nguyện. Đừng bao giờ quên. Cầu nguyện cho đất nước chúng ta. The Bible says pray for where you live. Here, San Jose, California, America. Nếu mà chúng ta là người Việt, pray cho Việt Nam. Nhưng mà nhớ, chúng ta là người tin Chúa, đừng quên cầu nguyện Jerusalem. If you are Christian, don't ever follow those anti-Semitic and forget to pray for Jerusalem, because there is a promise for all of us. You be prosper. Đó là lời hứa của chúng ta. Mà anh em chị em, chúng ta biết không? Đức Chúa Trời ban phước cho cái dân tộc đó rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Mà Chúa ban phước rồi, làm sao mình chống lại được? Hả? When God bless, you cannot do anything to change it. Even you hate them. Chúng ta nhớ không? Người Do Thái là dân tộc luôn luôn bị tìm cách hủy diệt. Cái lý do ngày hôm nay mà xứ Do Thái bị gọi là Palestine, after the Roman Empire, they destroyed the city, they destroyed the temple, they want all the Jews forget about this. And they have the decree to forbid them. If they are Jews, they cannot come to the city. Even they destroy already. For 7 centuries. No Jews can step in unless they hide their identity. You know, these people being hate so much because their own making. They didn't follow God. Okay, that's what the Bible said in the book of Deuteronomy chapter 28. They will live in fear day and night. So that's what happened. And then the Roman won the Jews and the Israelites forget about their land. So they changed the name to Palestinian. So that's why the name today we had, it never been there until the Roman changed. It means the land of Palestine. No, this is the land of the Israelites. It's God already given to them. So Jesus will come again when this thing happens. Jesus, here the Bible say, the children of the king to come. Say, destroy the city and the sanctuary. That's mean the holy place. And the end, just like flood and war until the end. And the desolated is already ordained. So that's why since that time, the Jerusalem will never be built, even the nation. Not until 1948, when they start to come back. Chỗ đó là nơi mà đã định cho hoang vu từ cái thời điểm của đế quốc La Mã nó hủy diệt cho đến ngày hôm nay, cho đến khi mà người Do Thái trở lại bắt đầu xây dựng cái quốc gia đó. Anh em chị em, that's tiny place, you know? The agriculture export to all Europe. And every nation learn how, especially California now, learn how to grow in a desert land. We don't have that technology, only them. Cho nên ngày hôm nay cả thế giới khi mà về nông nghiệp mà thiếu nước, đó là nơi họ đến họ học. No, God make them special. Not because of them, because of His name. That's why the Bible say, Chúa nói Chúa đem người Do Thái trở lại không phải vì họ tốt lành, nhưng mà vì danh của Chúa, đi nơi này nơi kia bị sỉ nhục,
Vì sao? Vì một lần một dân ngoài nó đến, nhắc đến Do Thái, nó nói, ô cái dân đó đó, nó thế này, nó thế kia, nó không nghe lời Chúa cho nên nó bị như thế này, thế nọ. Tức là danh của Chúa bị sỉ nhục vì cái điều đó, cho nên Chúa phải đem nó trở về và Chúa dùng nó để làm cho mọi dân biết rằng Đức Chúa Trời Ngài là đấng sáng tạo. Because of his namesake he do it and he will show for all nations, I am the one that you need to serve. Because the more they want to destroy them, the more God will show his power and his mercy. Not because they are special, not because they are good people. No, the Bible says this is hardened heart people, hardened hard-head people. Okay? But because of God want to show to people, he is the one they need to serve. Đó là điều mà anh em chị em chúng ta để ý. Ngài là đấng duy nhất. Cho nên, we have to have different look when we see things happen in the world. You have to have the eyes of God, the eyes of the Bible. Chúng ta phải cái nhìn theo lời của Chúa để chúng ta nhận biết được cái gì đang xảy đến trong cái thế giới mà chúng ta đang sống. Còn nếu không, the world, all they do is just mess up God's plan for everything or confusing it. They cannot mess up it, but they're confusing us. They're confusing us and make us think as God not in control, but he is. Nó làm cho chúng ta nghĩ rằng Chúa không còn nghe chúng ta nữa, Chúa không còn kiểm soát nữa. Nhưng mà thực sự Ngài là đấng nghe và biết Chúa hoàn thành. Cho nên anh em chị em, ngày hôm nay tôi muốn để lại hai điều. Thứ nhất, Chúa Giêsu đã đến trong cái thời điểm mà điều đó đã được ứng nghiệm trong chi phái Judah. Ngày hôm nay không còn cơ hội nào nữa để điều đó được ứng nghiệm. Cho nên không ai có thể đến nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đấng cứu chuộc đang đến. Rồi cũng không ai, và rồi Ngài cũng nói cho chúng ta biết rằng thời điểm cuối cùng khi Đức Chúa Giêsu đã hoàn tất công việc của Ngài cứu chuộc nhân loại là thành Jerusalem bị hủy phá. Và đền thánh bị hủy phá cho đến ngày hôm nay, đền Jerusalem đã và chưa được xây dựng lại. The Bible already said the third temple will be built. We don't know when, but it will happen. But it can only happen when whatever situation in the place that the temple supposed to be will be gone. It only happen when the war. Và cho nên đền Jerusalem lần thứ ba sẽ được xây lại khi Đức Chúa Giêsu trở lại. Cho nên anh em chị em, Chúa đến, Chúa hoàn tất công việc của Ngài. There is no other one on this earth can fulfill anything in this book or any book in the world have anything to say about whoever can come except the Bible. Anh em chị em chúng ta cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng chúng ta cầu nguyện. Đây là cơ hội tốt để cho anh em chị em chúng ta có cơ hội trong vòng anh em chị em chúng ta. Đây là cơ hội mà những anh em chị em nào chưa bao giờ có một lời quyết định đến với Chúa thì đây là cơ hội mà chúng ta làm công việc đó. Trong khi chúng ta cầu nguyện thì anh em chị em nào muốn làm công việc đó thì cứ đưa tay cho tôi biết, tôi cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa trong giờ này. Lạy Chúa yêu dấu, xin Chúa ở cùng, Chúa thăm viếng tất cả anh em chị em chúng con. Chúa ơi, để cho chúng con biết được tình yêu của Ngài và chúng con nhận biết Chúa, nhận biết sự yêu thương của Ngài, để chúng con thờ phượng Ngài phải lẽ và đẹp lòng Ngài. Lạy Chúa yêu dấu ở cùng tất cả anh em chị em chúng con trong giờ này. Lạy Chúa, sự thăm viếng của Ngài đến trên dân sự của Chúa, để tất cả chúng con không một ai đi ra khỏi nơi này mà chưa có Chúa trong lòng của chúng con. Lạy Chúa yêu dấu, xin Chúa thăm viếng và Chúa làm công việc đó cho tất cả anh em chị em chúng con trong giờ này. Con cảm tạ ơn Cha, con dâng mọi sự trong tay yêu thương của Ngài. Lạy Chúa,
Trước khi chúng ta dự tiệc thánh, tôi cho một cơ hội ngắn để anh em chị em, những ai trong chúng ta chưa làm quyết định bao giờ mà muốn làm quyết định đó thì cứ đưa tay cho tôi biết để tôi cầu nguyện cho chị. Cảm ơn chị. Chút xíu nữa tôi sẽ cầu nguyện cho chị.